vấn cảm xúc của ông bố 45 tuổi tính là tuổi ngủ. À, lúc này thì cảm xúc của ba Kichi thế nào ạ? Bây giờ cảm thấy rất là vui, rất là hồi hộp, rất là hạnh phúc khi ba có một thêm một thành viên mới nữa. Mà thành viên này thì hôm nay khi mà bác sĩ cho xem hình ảnh xưa mà thấy bạn ấy tập thể dục, bạn ấy đạp, bạn ấy đấm, bạn ấy múa. Tóm lại là nhìn bạn này là chắc chắn là cũng mảnh nghịch như hai anh Gamon rồi. Không ngoan hiền gì đâu. Chắc cũng sẽ giống mẹ rất nhiều. Thực sự là sau 10 năm thì mới lại được có cơ hội thực hiện cái thiên chức của một người nữa là làm mẹ. Nhưng mà đúng là mình bây giờ cũng 40 rồi nên mình cũng lo lắng hơn một kinh khủng. Tuy nhiên thì cái cảm giác mà vào viện phụ sản là đột khám ấy thì nó lúc đầu mình cứ nghĩ rằng là lâu lâu trước mình vào viện thì trong 10 năm qua thì không phải là không từng quay trở lại bệnh viện phụ sản Hà Nội, thì thấy là thứ nhất là cái sự thay đổi rõ ràng của bệnh viện nó gần như là đột xác hoàn toàn ấy. Vào đây thì nói thật là mình không có cảm giác là mình vào bệnh viện, và mình có cảm giác giống như kiểu mình được đi thăm khám sức khỏe ấy. Bệnh viện đẹp, to đẹp, trang thiết bị vật chất mọi thứ nói chung là cũng phải như khách sạn ấy nhỉ. Rất là phát triển. Có ba lý do chính khiến cho vợ chồng Linh lần này xin bạn Kichi thì cũng rất là muốn lựa chọn sản Hà Nội. Lý do thứ nhất, gần nhà và cũng gần nhà ông bà ngoại nữa, cho nên là lúc mà gọi là đến giờ báo năm một phát là lên xe hoặc là vào viện là rất là tiện, rất là gần. Cách đây 10 năm thì Linh chia sẻ là Linh cũng sinh Gabon tại bệnh viện phụ sản Hà Nội, thậm chí là bác sĩ mà siêu âm cho bạn Kichi cũng chính là bác sĩ 10 năm trước đã siêu âm và chăm sóc cho Gabon, nên là mình có một cái sự an tâm kinh khủng, cảm thấy ấm áp và cũng không chỉ là bác sĩ nữa, giống như là người chị của mình vậy. Nên là khi mà đến trực tiếp các bác sĩ thăm khám cho bạn Kichi thì thấy yên tâm vô cùng. Và cái lý do thứ ba là bệnh viện phụ sản Hà Nội thì là bệnh viện phụ sản tuyến cuối, nơi mà có rất nhiều những y bác sĩ đầu ngành về sản khoa, cho nên là mình vào đây mình khám thì thực sự là mình yên tâm tuyệt đối cho mình chăm. Thế và hôm nay thì cái kết quả phụ sản sau gáy của em bé là một cái chỉ số an toàn, phát triển hoàn toàn bình thường. Đây là thực sự là rất cảm ơn các bác sĩ, cảm ơn bệnh viện phụ sản Hà Nội và cũng rất là cảm ơn bạn Kichi. Cảm ơn bạn vì đã mẹ khỏe để ba mẹ được yên tâm và vui như thế này. Gabon đang làm gì đấy? Không vệ sinh cho em ạ. Con đang mặt nhỏ mắt cho em ạ. Ừ, thế trong lúc nhỏ mắt thì phải lưu ý điều gì hả con? Con thưa mẹ là nếu mà làm mùa đông thì ta sẽ phải ủ ấm thuốc nhỏ mắt rồi thuốc nhỏ mắt cho em ạ. Ủ ấm đúng không? Thế con lưu ý điều gì nữa con? Là mùa đông phải giữ ấm nhiệt độ cho em. Ừ, thế hôm nay tắm cho hai bạn thì tắm cho em thì các con cảm thấy thế nào? Hôm nay học tắm con thấy rất là nhiều thú vị ạ. Thế khó không? Và khó nhất là điều gì? Có ạ, khó nhất là điều phải mấy em. Bạn Chí? Con cũng thế ạ. Ừ. Sau này bạn nào sẵn sàng tắm cho em? Con ạ. Con. Chia sẻ với mọi người là Linh vừa mới lấy máu lần 1 xong, cũng vừa mới uống đường xong. Một tiếng nữa thì sẽ quay trở lại lấy máu lần 2, xong rồi một tiếng tiếp theo thì quay trở lại lấy máu lần 3. Nói chung hôm nay sẽ là một cái mốc khám thai mà Linh nghĩ là nó sẽ mất nhiều thời gian nhất ở bệnh viện phụ sản Hà Nội. Linh thì có mặt ở đây từ lúc 7 giờ mà giờ này mới có 9 giờ kém thôi, nhưng mọi người có thể thấy là không khí ở đây cực kỳ là đông vui nhộn nhịp, cực kỳ là nhiều mẹ bầu. Chắc là do hôm nay thời tiết Hà Nội cũng mát mẻ, dịu dàng với các mẹ bầu, cho nên mọi người cũng tranh thủ đi kiểm tra sức khỏe định kỳ cho mẹ và em bé. Nói về mốc khám thai 24 tuần này thì thực sự là Linh cũng nghe các mẹ bầu tương truyền lại, dọa dẫm lại là đây là một cái mốc đáng sợ lắm đấy. Nhất là cái đoạn mà làm nghiệm phát đường huyết,
Ngày xưa khi mà Singapore ấy thì cách đây 10 năm rồi thì Linh thấy là không có cái phương pháp xét nghiệm này đâu, mà nghiệm phát đường huyết thì nó mới chỉ xuất hiện một vài năm trở lại đây tại các viện sản thôi. Nôm na là mình sẽ phải lấy máu làm xét nghiệm để có thể kiểm soát được cái tình trạng tiểu đường thai kỳ, bởi vì đây là một cái bệnh lý mà nó rất là nguy hiểm. Nếu như mà trong quá trình mang thai mà mắc tiểu đường thai kỳ thì ảnh hưởng rất là lớn và nguy hiểm tới bản thân mẹ bầu và cả em bé nữa. Nên là đến cái mốc này thì nhất định là không thể bỏ qua được, các mẹ bầu nhất định là phải đến thăm khám và làm nghiệm phát đường huyết nhá. Thế thì để mà nói thì các mẹ nói là uống nước đường thì sợ lắm, bởi vì nó rất là buồn nôn. Khi mà Linh uống thì Linh thấy là cũng không đáng sợ như các mẹ bầu dọa. Nó ngọt thật, phải công nhận là ngọt lắm. Ngọt cảm giác như là gấp 3, 4, 5 lần so với một cốc nước mía. Ngọt gấp 10 lần một cốc trà sữa. Nhưng mà không sao, với một người hảo ngọt như Linh thì Linh vẫn hút một hơi hết được. Lấy máu thì Linh cũng không ngại lắm, bởi vì thực sự mình là người không nhát đau nên mình cũng không sợ. Nhưng mà đến giờ này là khoảng được 15 phút rồi thì đúng là thấy hơi nôn nao thật. Hơi cảm giác bồn chồn, buồn nôn ý. Nhưng mà các bác sĩ dặn là nhất định phải cố gắng kiểm soát, đừng có để nôn ra. Vì nếu mà bị nôn ra thì phải về nhà và ngày mai lại quay lại viện và làm lại cái nghiệm pháp này từ đầu, thì sự rất là mất thời gian. Nói chung là đau thì không đau, mệt thì cũng không có mệt, buồn nôn thì có thể cố gắng kiểm soát được, nhưng thực sự lúc này thì đói lắm. Đây là từ hôm qua 8 giờ là Linh đã không ăn uống gì rồi, đến giờ này là mình rất là đói. Với một mẹ bầu phàm ăn như mình thì mình thấy chịu đựng cái việc không được ăn gì và bị đói này nó còn khó khăn hơn là việc phải lấy máu hay là uống đường. Rất là đói, thế thì cố gắng vậy. Chắc là trong buổi sáng ngày hôm nay thì sẽ xong xuôi tất cả những cái xét nghiệm này. Dù mệt đến mấy hay là khó đến mấy thì mình cũng sẽ cố gắng, bởi vì mình biết nó là một cái xét nghiệm cực kỳ quan trọng và nó sẽ giúp ích trong cái quá trình kiểm soát tiểu đường thai kỳ cho bản thân và em bé. Nên là cố lên nhá. Xin chào mọi người, như vậy là một tháng nữa lại trôi qua thật là nhanh. Và hôm nay thì trở lại với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Cảm xúc của vợ chồng Linh lúc này thực sự là rất hồi hộp ạ. Và ngày hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng với Thu Chi, đó là mốc 36 tuần. Một mốc rất là quan trọng của con đúng không? Bây giờ thì vợ chồng mình sẽ vào làm hồ sơ sinh cho con. Là tuần thai thứ 36 là một cái mốc rất là quan trọng với mẹ và bé, cho nên là hôm nay ba mẹ Kichi và bạn Kichi thì đã ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đến giờ này là gần hết cả một buổi sáng rồi. Và hôm nay thì Linh được làm rất là nhiều, được thăm khám và được làm rất nhiều những cái xét nghiệm khác nhau. Đầu tiên là lấy máu này, hôm nay thì thực sự lấy máu rất nhiều, không biết ăn bao nhiêu lại lấy phải đến 4-5 ống máu ấy. Thế sau đấy thì xét nghiệm nước tiểu này, khám liên cầu B này, rồi đặc biệt là được theo dõi monitor, bởi vì nó sẽ giúp mình nắm được cơn co tử cung và nhịp tim thai. Thế rồi được khám tiền mê, bác sĩ tư vấn cho mình về cục đẻ này, qua đó thì sẽ biết là mình có bị dị ứng với loại thuốc gì hay không. Dựa vào đó thì cái quá trình gây tê gây mê trong cục đẻ của mình nó sẽ được diễn ra an toàn và thuận lợi nhất. Nhưng mà thực sự là hôm nay cái kết quả thì Linh thấy là các bác sĩ có nhắc Linh nhớ nhất là mình phải bổ sung thêm nhiều hơn nữa sắt này, đạm này, tức là phải ăn thịt nạc nhiều hơn, bớt thịt mỡ đi. Linh thích ăn thịt mỡ nên là đợt này về phải điều chỉnh lại cái miệng của mình để đảm bảo cho sức khỏe của mẹ và Kichi, hai mẹ con có sức, để đảm bảo làm sao để hai mẹ con có sức khỏe tốt nhất, chuẩn bị cho cái thời điểm quan trọng. Cũng chia sẻ với mọi người là thực sự là mình cũng có tuổi rồi, tức là 40 đến nơi rồi, mà lần này sinh bạn Kichi mà đến tuần thứ 36 này thực sự là Linh thấy nặng nề vô cùng. Mình lên cũng đến 16-17 cân rồi, mà ban ngày thì không sao, ban ngày thì có thể là mình vẫn làm việc, mình vẫn đi làm, mình vẫn đi chơi, rồi đi sắm sửa đồ cho con thì mình cảm thấy rất là hào hứng, tâm lý rất là vui nên mình quên đi những cái mệt mỏi. Nhưng cứ đến đêm, khi màn đêm buông xuống thì thực sự là hãi hùng vô cùng. Đây có anh rùa làm chứng, có rất nhiều lúc là 3-4 giờ sáng là mình không thể nằm được, nằm nghiêng không được, nằm ngửa không xong, rất đau. Và mọi người cũng nói là hình như là chứa con gái hay là chứa thấp hơn, nên là cái vùng xương chậu của mình đau vô cùng. Có những lúc mình dậy đi vệ sinh buổi đêm hay là uống nước là mình cũng phải nhờ tay chồng là cho mượn cái tay để mình đu, mình bám vào thì mình mới ngồi dậy được. Nói chung đây sẽ là một hành trình mà Linh nghĩ là chắc là mọi người nói là sinh nở thì đương nhiên là vất vả rồi, nhưng mà nó sẽ rất là đáng nhớ. Nhưng mà thôi Kichi ạ, thực sự là mẹ nghĩ là cũng mong gặp con lắm rồi. Cố gắng 2-3 tuần nữa mình gặp nhau nhá.
bảo là phụ nữ mang nặng đẻ đau mà. Cho nên là thấy vợ mang nặng cũng thương lắm. Thương ạ? Rất thương. Và cả nhà rất là hồi hộp, mong Kim Chi nhá. Và một điều rất là tuyệt vời và rất là hạnh phúc, đấy là nhà mình thì đã từ trước đến giờ thì mẹ Kim Chi vẫn luôn là hoa hậu trong nhà. Xinh nhất. Nhưng mà sắp tới là sẽ bị xóa ngôi rồi. Ừ. Nói thật là nhà Linh là quá đông đàn ông luôn. Kim Chi thì có ba này, có ba anh trai, có ba Kim Chi mà có ba anh trai. Thế là sắp tới thì anh Su rồi hai anh Gabon thì sẽ có thêm một cô em gái. Thì nói chung là Linh nghĩ rằng kết thúc có hậu nhỉ, chứ thêm một cậu nữa thì thật sự là mình cô đơn lắm. Bởi vì ít nhất bây giờ có bạn Kim Chi, Linh sẽ có đồng minh rồi, sẽ có người một người bạn nhỏ để mà tâm sự. À, ba Kim Chi thì gọi là có bình rượu mơ nhỉ, sau này có con rể. Chúc mừng anh nhé. Quá tuyệt vời luôn. Cảm ơn Kim Chi nha. Hẹn gặp lại mọi người vào những hình ảnh sắp tới của hai vợ chồng Linh ở Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Đó sẽ là thời điểm mà mình đến viện để chào đón bạn Kim Chi ra đời. Hẹn gặp lại mọi người ở phòng mổ nhé. Mong chờ ngày đấy vô cùng. Bye bye mọi người.